Bất động sản Phan Hảo và Rìa Ông Tộc. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Thì hôm nay em đang có mặt tại đường Hương Lộ 5, vị trí kinh doanh buôn bán khá là sầm uất luôn ha. Tọa lạc tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Vị trí kinh doanh buôn bán luôn nha quý anh chị. Thì hôm nay em có cái siêu phẩm muốn gửi đến quý anh chị là một căn nhà một trệt một lầu đang cho thuê này ha. Đây, căn nhà này. Đấy. Nhà một trệt một lầu, nhà chủ nhà đang kinh doanh tiệm thuốc tây nha quý anh chị. Hai mặt tiền luôn. Kinh doanh buôn bán khá là sầm uất luôn nha quý anh chị. Thì từ cái vị trí mình đi di chuyển ra biển khoảng tầm 200m thôi ha, khá là gần. Còn hướng này là đi ra nhà thờ này, chợ này, rồi đi về thành phố Bà Rịa ha. Mình cách chợ đây khoảng tầm 300m và nhà thờ Phước Tăng đây luôn ha. Và đặc biệt là cách trung tâm thành phố Bà Rịa khoảng tầm 14km và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 90km nha quý anh chị. Khá là gần. Vị trí kinh doanh buôn bán luôn nha quý anh chị. Nhà còn khá là kiên cố luôn ha, nhà này ha. Đấy. Thì căn nhà này em xin nói là đây. Tổng diện tích căn nhà này là ngang là đây, từ cái mấy này ha. Từ cái mấy này qua đây là 8,5m. Hai mặt tiền ha. Sâu vào trong là 14m. Sâu vào trong này là 14m ha. Chủ nhà đang bán thuốc tây luôn nha quý anh chị. Bán thuốc tây ha. Đây, sâu tới đây nè. Thấy cái nhà màu vàng vàng này. Màu vàng này đây. Tường riêng hết nha quý anh chị, tường riêng nha. Đấy. Tới đây là 14m. Full hết thổ cư nha, đất phủ hồng toàn bộ. Phủ hồng toàn bộ nha quý anh chị. Đấy. Chủ để lại hết nội thất cho mình ha. Giá từ 5,5 tỷ mà nay còn chỉ có 4,8 tỷ thôi. Quá là rẻ. Vị trí kinh doanh buôn bán vừa kinh doanh vừa nghỉ dưỡng được luôn nha quý anh chị. Đối diện mình là cái nhà mấy lầu luôn nè, mấy lầu luôn ha. Thì quý anh chị nào mà tìm vị trí kinh doanh có nhà sẵn, nhà một trệt một lầu thì inbox liền cho em ha, giá ngộp nha quý anh chị. Tọa lạc tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Vị trí này là kinh doanh khá là sầm uất luôn ha. Đấy. Để em quay lại cho quý anh chị xem cái nhà mình này. Đây ha, nhà mình đây. Rồi, để em quay cái sổ và soi quy hoạch cho quý anh chị xem luôn. Nhà này đang hạ kịch sàn luôn nha quý anh chị. Và đây là cái trích lục của mình quý anh chị ha. Đây. Đấy. Góc hai mặt tiền này. Mặt tiền chính là hướng lộ 5, mặt tiền hẻm bê tông. Thì mặt tiền chính của mình là quay về hướng Tây Bắc ha. Mặt tiền bê tông là hướng Đông Bắc. Đây. Số tờ là 121 thửa 43, 120,2m² ha. Đất ở là 120 là full thổ cư luôn nha quý anh chị. Thuộc xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu này. Để em soi quy hoạch cho quý vị xem. Và đây là quy hoạch của mình ha. Ngang 8,3m, nở hậu là 8,5m nha quý anh chị. Sâu vô là 14,6m nè. Góc hai mặt tiền phủ hồng toàn bộ ha. Cho quý anh chị xem là mình sát biển luôn nè. Đây. Đi ra đây. Nếu như mà mình đi xe máy á quý anh chị, ra đây khoảng tầm 100m, hơn 100m là đến rồi. Còn đi ô tô khoảng tầm 200-300m là nha quý anh chị đi đường này ha. Thì chợ, trường học, ủy ban rồi nhà thờ khá là gần luôn ha. Vừa kinh doanh vừa nghỉ dưỡng, góc hai mặt tiền luôn. Rồi quý anh chị quan tâm cái sản phẩm sát biển Phước Tỉnh thì inbox cho em. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.